mọi người nha. Chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Hai vợ chồng già tôi hôm nay khỏe ra có một chậu xe. Bây giờ ra đi làm ra bắt đầu đi về. Bây giờ đi ra chia sẻ cái trồng tỉa rồi các rồi hái các thứ trái cây. Sau một tuần giờ này nó đã chín nhiều quá rồi. Rồi chia sẻ là bà con cắt mấy cái lá già già này xấu xấu này, bỏ nó đi, tỉa bớt nó đi để cho nó nuôi cái trái. Đó, cái nụ nào mà cái nụ nào nó nhiều quá mình tỉa bớt nó đi. Cái nụ nào nó nhiều quá mình tỉa bớt thì đó là cái cách chia sẻ để cho mình có dâu mình ăn hoài ấy. Cái cách trồng tỉa đó để mình có dâu mình ăn này, những cái bông bé bé này mình bỏ đi nè. Đó, mình để vài một chùm vài ba bốn bông là được rồi. Chùm này nó nhiều thì 5 bông. Đó như cái này bỏ nè. Đó như thế này nè, bỏ nè. Cái lý nhí bỏ đi. Để nó khỏi nuôi mấy cái đó. Nó không có nuôi mấy cái đó thì nó có chất dinh dưỡng nhiều, nó mới vào những cái bông khỏe thì nó làm cho cái cây mấy cái trái nó mau phát triển, nó mới lớn. Đó, bà má mi tôi thì bà hái phụ dâu của tôi, tại vì nhà tôi khoái ăn dâu lắm. Tôi đây là cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm bà con thấy mấy cái lá già già này tỉa nó đi, tỉa bớt đi, đừng có để nó nhiều quá, nó nuôi mấy cái lá này là kể như là đó, mấy cái lá già nè, nó nuôi mấy cái lá già là cái cây nó, cái trái nó có được mập mập, nó to. Đó, đúng rồi, cứ tuần là phải cho nó ăn, cũng như người ta mà phải cho nó ăn đầy đủ chất bổ, ăn phân rồi tưới nước hàng ngày, ngày nào cũng phải tưới nó. Mùa nóng thì tưới 2 lần, mùa này mát rồi, mùa này mát lạnh lạnh rồi mình tưới ít thôi được rồi, mình tưới lần được rồi. Mấy cái lá già già mình nhớ nha, phải tỉa đấy nha bà con, đừng có để nhiều quá, nó xum xuê quá thì cái trái nó không có ra được, trái nó không có lớn được. Mấy trái chín thì mình phải hái đi để mấy trái xanh nó có cơ hội nó lớn, nó phát triển thì cái trái nó mới to, nó to mà mình mới có, mình ăn những cái trái ngon. Dâu này quý lắm. Mà mình ngồi ngoài vườn nha, mà mình ngửi cái mùi trái dâu chín đó, đã thơm dễ thở luôn. Đó, sao ăn không thơm. Mình vừa thu hoạch mình vừa tỉa lá đi, rồi tỉa những cái bông đều đẹp đi. Còn thấy ông cái vườn dâu của tôi thì được ăn tốt liên tục luôn, ngày nào cũng có dâu ăn, ngày nào cũng có dâu ăn, cái dâu ăn nó ngọt lý. Bà con này, đây là tôi mới ra tay chút mầm bốc luôn, cắt lộn cả những cái trái. Ơi, bên này quá trời nè, nó chữa nó đang là lớn thì mình lại đem đi mình cắt. Đang là lớn mình làm sửa nó đi.
ơi, ở trong đây quá trời là dâu. Mới con, còn để rồi. Bà má bà coi bà tỉa bớt cái nào rồi. Đó, nhân tiện là tôi hái mấy trái ớt này về tôi ăn nữa. Trời ơi, mấy trái ớt của tôi nó chín ngon quá bà con ơi. Bà con ơi, bà con ơi, cái vườn nhà tôi không lúc nào không có cây trái ăn liên tục. Rồi sau đó bây giờ tôi tới cái cây hồng nhà tôi nè, quá trời trái. À, cái này nó còn chưa chín, tuy nó to mà nó chưa chín, tôi phải để 1-2 tuần có chắc chín rồi vào ơi, to quá. Đây. À ông thấy cà chua bi đó kìa. Cà chua bi nó chín. Đây. Quá trời, trái này nó to. Đó ơi, trái. Đó, mình có trái chín rồi nè, đã không? Ôi. Thấy cà chua bi nhá. Ờ là đó. Không có, có trái chín nữa, chín quá. Đâu, còn mấy trái. Ồ, để chín. Hái cà chua này nhiều rồi, cà chua bi. Đây là những cái trái đậu rồi, để ông hái mấy trái cà chua bi được quá trời rồi. Bà hái đậu đi. Có trái nào hái rau mà mất tâm. Cái rau cải này bà mất tâm. Đó, ông phải kiếm cái rổ kìa. Cái chuồng nào chuồng đấy quá trời trái chín luôn. Thấy không? Thì, bắt đầu tôi tới cái góc vườn này tôi tiếp tục đi. Tôi thu hoạch những trái cà chua, trời đó. Nó tuy là chín nhưng mà nó chắc lắm, nó cứng, nó giòn lắm rồi. Mình trộn với xà lách rồi kìa. Ăn sống thôi thiệt. Không còn gì mát bằng. Vừa mát vừa bổ. Nhờ cái mình trồng thiên nhiên đó. Ờ, không có thuốc, không có phun thuốc, phun gì hết á. Nó chín rồi nè, mà nó chín rồi là không phải là nó chín như mình hái lâu rồi thì nó héo đi, nó mềm đi, mất ngon. Còn này giòn lắm, ăn trái giòn ngon lắm, không tả nổi, không tả nổi. Những món ăn rất là dân dã, món ăn rất là mộc mạc nhưng mà nó ngon cái miệng của mình đó. Mình vừa là thăm vườn, vừa là nghỉ ngơi giải trí, rồi mình thu hoạch. Đây mà không tin mắt hay. Ơ nó hư hết, tôi uổng luôn. Ơ nó mọc đủ mọi chỗ hết mà con. Cà chua bi nè, trồng như là cây. Cái cây mình trồng mình vứt đi và rút cuộc ăn thịt đó bà con. Cái là mình mua mình về mình ăn, cái mình đi tưới đó, mình cắt đó. Dục lò nó lên. Chỗ nào nó không có. Quá trời đi. Đây nữa nè, ôi trời ơi, còn đây nữa bà. Ôi. Khi nó lớn đây này, bắt đầu mình mới vươn lên. Cứ mà cây trái xanh này đem vào ăn tươi, ăn sống ngon lắm. Ăn tươi nuốt sống nó là ngon nhất. Không gì bằng. Cà chua này thái mỏng ra, kẹp vào bánh mì sáng đó, ăn bánh mì sandwich với lại thịt nguội. Kẹp vào cái bánh mì của Mỹ á. Mình thái ra, mình kẹp vào. Ăn buổi sáng rất đơn giản nhưng mà ngon, đầy đủ chất bổ luôn. Thôi ông
đầy đủ chất bổ. Rồi thôi. Không, để ông thấy quê nói chuyện với bà con. Bà phải ban nhà mà nấu cơm. Bà thu hoạch nguyên một rổ rau rồi. Bây giờ bà vô và nấu cơm để tôi thu hoạch đây. Hết mấy cái. Cái cà chua bi nó nhiều quá. Đây. Ôi trời ơi. Trái này tôi ăn khoái lắm, không có gì bằng. Chú bi ra hành chú bi cắn một cái tiết ra chất ngọt ngon, nó vừa ngọt nó vừa chua chua, nó trồng rất đơn giản thôi. Nhìn cái cây nó mọc như là đây. Tôi lại phát hiện ra cái cây dưa leo của tôi nữa mà con to ơi. Trời ơi cái trái dưa leo quá là bự, quá là ngon luôn, không chơi vào đâu được nữa. Dưa leo một cái tháng ra nó ra ăn sống chấm với nước mắm. Cái trái này còn nhỏ chưa hái được. Cái bầu dần dưa của tôi nha. Đó. Đây là cái dàn dưa leo nè. Ôi, còn trên dàn này là còn một trái to nữa. Còn một trái to nữa đây bà con ơi. Đây. Tới cửa sổ nhà thằng Úc nhà tôi rồi. Leo tới cửa sổ nhà thằng Úc nhà tôi. Coi còn trái nào nó to mà nó già quá rồi. Ủa tôi tiếp tục mấy trái cà chua của tôi nữa rồi. Bà con nhìn cái vườn cà rau nhà tôi mà con nó mê nữa thôi. Vườn rau nhà tôi bà con nó mê nữa thôi. Nó đủ mọi thứ. Đủ mọi thứ luôn. Đủ mọi thứ. Trái cà chua nó mọc đủ mọi chỗ hết. Mọc đủ mọi chỗ. Chín thì nó còn cứng, chín thì nó còn cứng. Đây là cái cây để tôi hái chanh đó bà con. Cây chanh nhà tôi là bà con mà anh hút chanh của nhà tôi nó ra nhiều lắm, anh ở phải cho anh em anh bớt đó, chứ không nhiều lắm. Và chanh cái to lắm như trái cam đó. Không ôi trời ơi, nhìn cái cây chanh mà mê luôn đó. Cây chanh lớn đây, còn cây chanh nhỏ đó. Lúc nào mà trời tối quá không không ra hái chanh lớn được thì hái cái chanh nhỏ. Đây là sản phẩm nó trong một hồi là tôi đã thu hoạch được một rổ những cây quả đủ thứ, đủ mọi thứ, thấy không? Nó không thiếu món nào để ăn cho nó mát, nó vừa mát vừa bổ đó thôi. Để cho bà con thấy cái sản phẩm của nhà tôi thu hoạch ngày hôm nay nha. Rồi tôi chào nha. Chào.